Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Bính Dần tháng Ất Mùi năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần. Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa ngày bính dần tức chi sinh can nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm lư trung hỏa kỵ tuổi canh thân nhâm thân ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục xung với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dậu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi giáp thân nhâm thân nhâm tuất nhâm thìn tuổi xung trong tháng tuổi kỵ sửu quý sửu tân mão tân dậu vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt, nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao mẫu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao thiên ân, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, có thể giải được các sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có, sao tội chỉ, sao đối với tế tự, tố tụng, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sau ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Chính Đông. Sau đây, mời các bạn đoán xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và đây là điểm báo làm cho bạn tuổi Tý phải đối mặt với nhiều rắc rối nảy sinh trong công việc ngày hôm nay. Tuy nhiên, để xoa dịu về tinh thần, với bạn tuổi Tý không thể trốn tránh bằng việc xả sự tức giận vào ai đó. Bạn cũng tuyệt đối không nên đưa ra những sự lựa chọn mang tính hấp tấp, vội vàng. Hãy dành thời gian có thể để nghỉ ngợi và tính toán mọi việc cho kỹ càng hơn. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi tí trong lúc này đã có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Bạn hãy đa dạng thêm đồ ăn trong ngày, trong tuần để đảm bảo cho cơ thể mình bổ sung đầy đủ lượng vitamin cần thiết cho cơ thể tăng cường sức đề kháng cho mình nữa. Và ngày này, xem tử vi cho thấy thiêu hại thượng là ông, hôm nay là ngày mùng 8 âm lịch, nhân thần ở trong khớp cổ tay, phía trong đùi và âm họ Vì vậy với bạn tuổi tý nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đang có xung đột xảy ra tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không nên vội vàng trong các quyết định tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa trở ngại ngay trước mắt mà bạn có thể gặp phải tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tập trung vào vấn đề của bản thân mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc không nói lời hờn hờn trách Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 99, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày sẽ gặp được quý nhân nâng đỡ chính ấn nhập cục quân đường công danh sự nghiệp của bạn đang có được những bước tiến vượt bậc bản mệnh có thể được cấp trên yêu ái và cất nhắc lên vị trí cao hơn nữa Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này cho thấy một phương án khác cho chuyện tình cảm của bạn đối với những bạn đang còn độc thân không dám nói ra tình cảm của mình dường như bạn chưa dám tin vào sức hút của bản thân mình ôm giấu niềm yêu thương trong tim mà không dám bày tỏa cùng ai ngày này đối với các cặp đôi đang có những bất đồng về quan điểm, những ý kiến trái chiều. Lẽ ra hai bạn nên ngồi nghe phân tích cho đối phương thì cả hai lại lựa chọn cực đoan, kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình với bất cứ giá nào. Cái điều này khiến cho tình cảm giản nứt là khó có thể tránh khỏi. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 22 số 71 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi dần đang có được báo hiệu trải qua một ngày tài lộc dồi dào thu nhập được rụng rỉnh. ngày này đối với những bạn kinh doanh buôn bán tiền về nhiều như nước hàng hóa bán chạy như tôm tươi chẳng có gì phải lo nghĩ và trong ngày thứ bảy này đối với những bạn làm việc ở văn phòng thì có được cơ hội phát huy năng lực của bản thân mình trong những ngày tay trái thành quả mà bạn gặt hái được cũng không tồi thu nhập tăng lên một cách nhanh chóng bạn mạnh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý không để phung phí tiền bạc một cách nha. không đáng có Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có màu khí vượng. Cái điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn mệnh Chức năng gan của bạn đang bị ảnh hưởng và trời nắng nóng. Bạn có thể uống một cốc bia mỗi ngày để giúp cho bạn giải khát mà lại tốt cho sức khỏe. Nhưng nhậu nhuệt quá chiến lại là một chuyện khác ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn tuổi dần nhé. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao tài lộc. 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là bà tuổi mão bước sang ngày này đang có được báo hiệu gặp được nhiều may mắn tam hội cục chia chở cho bạn mệnh vượt qua được những khó khăn trên con đường sự nghiệp và tìm được hướng đi đúng đắn cho mình để phát triển tốt hơn ngày này bà tuổi mão cũng đang gặp được ngày có chính tài nhập cục cũng tạo ra cục diện tốt đẹp cho bạn khi mà tài chính được vững vàng, thu nhập ổn định, bản mệnh được những uh, nhận được những điều xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua, bù đắp lại những vất vả cực nhọc trước đó. Có tiền bạc dư rồi, bản mệnh tuổi mạo cũng có thể xem xét tới việc dùng khoản tiền dư giả để đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, á, với bạn tuổi mạo cũng cần phải tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm cũng như là tìm hiểu thông tin kỹ càng để không mắc phải sai lầm. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành dần thìn tư hội nâng đỡ cho nên cái chuyện tình duyên của bạn nhờ thế mà đang có được những dấu hiệu khởi sắc đáng mừng bạn mạnh tìm thấy được tình yêu của đời mình những điều nhỏ nhoi cũng có thể khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng trong ngày hôm nay nữa. Lại thêm trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn Tử Thìn đang gặp được ngày có Thiên ấn chiếu mệnh, trao cho bạn có được cơ hội để thăng tiến tốt hơn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bạn mạnh nên tận dụng cơ hội tốt này để phát huy năng lực của mình nhiều hơn, giành được sự chú ý và tin tưởng của cấp trên trong tương lai. Ngày này ạ công việc của bạn tuổi thìn lại đang có điểm báo khó tránh khỏi những lúc không được như ý muốn nhưng bạn đừng có xem những khó khăn là vật cản đường mà hãy coi đó là động lực để cho bạn mạnh tiến xa hơn trên con đường công danh sự nghiệp càng nhiều khó khăn thì bạn mạnh càng có thêm nhiều kinh nghiệm để chiến đấu và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất tuổi dậu tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại cái điều này gây ra rất nhiều sự ảnh hưởng trong vận trình của bạn ngày hôm nay cái chuyện tình cảm gia đình đang có phần lạnh lùng gia đạo bất an các cặp vợ chồng dễ nảy sinh những mâu thuẫn do tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt không đáng có lại thêm trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này cảnh báo cho bạn cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ trong công việc, cẩn thận kẻo tin lầm người mà bị hại lúc nào chẳng hay, kẻ tiểu nhân đang bày mưu tính kế để tước đoạt những thứ mà bản mệnh có được trong tay. Ngày này với bà tuổi tỵ ạ cũng đang có điểm báo ở nơi làm việc có nhiều thị phi làm cho công việc của bạn trở nên rối ren hơn. Đừng dễ dàng đặt toàn bộ lòng tin vào một người nào đó mà không hề kiểm chứng. Cũng đừng nên lôi chuyện bao đồng mà hãy làm tốt công việc của mình trước đã. Điều đó sẽ giúp cho bạn đạt được mục tiêu của mình với tốc độ nhanh hơn. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tứ ngọ cho chúng ta thấy là bạn tứ ngọ trong ngày này đang gặp được vận quý nhân tam hợp dẫn đường trị lối cho nên với bạn có thể sẽ tìm được tình yêu của đời mình đối với những bạn đang còn độc thân đừng có đóng cửa trái tim mình mãi mãi nữa và đã đến lúc bạn để cho vết thương của mình lành lại rồi và trong ngày này đối với các cặp đôi có được một ngày khá ấm áp đôi bên cùng quan tâm và chăm sóc cho nhau. Dù hôm qua mới ở bên nhau cả ngày dài, nhưng chỉ như đó là không đủ để cho hai người thôi nhung nhớ tình yêu đông đầy thiêu năm tháng dài nữa rồi. Trong ngày thứ bảy này, bà Tử Ngọ lại đang gặp ngày của chính quan nhập cục. Cái điều này mang đến cho bạn tử ngọ đang có được tin vui về cơ hội thăng tín trong khoảng thời gian sắp tới. Bạn mệnh cố gắng hết mình trong công việc và nỗ lực để vượt qua những khó khăn, chinh phục được những thử thách, giành được sự tín nhiệm và tin tưởng của cấp trên nữa. Và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất tuổi mão, tuổi dần Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mùi đã đến lúc bạn phải phát huy năng lực của mình để giành lấy vị thế cao hơn trong cuộc đua về danh lợi. Đừng để cho những công sức của mình trước đó bỏ ra trở nên lãng phí. Và trong ngày này với bạn tuổi mùi, bạn mạnh đừng có để cho công việc cuốn hút mình đi quá xa mà quên mất rằng mình vẫn có một gia đình phải chăm sóc. Người ấy sẽ thấy cô đơn nếu như hôm nào bạn cũng ở lại nơi làm việc muộn, chỉ mình người ấy vò võ ở nhà chờ đợi. Trong ngày này, bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có mộc hỏa tương xung Cái điều này còn cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân, đang quá khắt khe với bản thân mình. Bạn xứng đáng với hạnh phúc bạn cũng xứng đáng có được tình yêu thương. Đừng để cho tình yêu phải chờ đợi quá lâu bởi bạn không dám tin vào chính bản thân mình nữa. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi Thân thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này đang có điểm báo hung cát đan xiên. Ngày này bạn tuổi Thân đang gặp ngày có cục diện thân dần tương xung cái chuyện tình cảm của bạn đang gặp nhiều trở ngại đôi bên không được sự ủng hộ của hai bên gia đình người thân gây ra nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm và ngày này nếu bạn và người ấy đã quyết tâm đến với nhau thì hãy chứng minh cho mọi người thấy tình cảm của mình nồng nàn thám thiết tới nước mức nào đừng có vội bỏ cuộc bởi những rào cản ở trước mắt hạnh phúc vẫn đang chờ đón bạn ở ngay phía trước đó thôi Ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn mệnh vượt qua được những nỗi buồn rầu trong cuộc sống, vững tâm hơn để phấn đấu trong công việc và giành được những thành công lớn hơn. Con đường công danh thăng tín nhanh chóng với bạn tuổi thân, chớ để cho cơ hội trôi qua một cách lãng phí nữa. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu Thứ bảy, ngày 17 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu cần phải nắm giữ túi tiền của mình cho thật chặt đừng có để cho tiền bạc dễ dàng rơi ra khỏi túi mình với bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay không phải không có tiền bạc vào nhà nhưng tài khí dễ bề tích tụ vào cửa trước lại ra mất cửa sau mù quáng tin theo những lời lừa gạt của những kẻ xấu với bà tuổi dậu có thể sẽ vẫn mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân tiền bạc kiếm được không phải là dễ dàng đừng có tùy tiện vung tiền qua cửa sổ lãng phí tiền bạc một cách không xứng đáng như vậy Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử dậu lại đang gặp ngày có kim mộc bất dung. Cái điều này cũng cho thấy với bạn đang có những dấu hiệu không được tốt trong cái chuyện tình cảm các cặp đôi gặp phải nhiều chuyện bất ổn, đôi bên chưa đạt được thỏa thuận giữa hai người không có được tiếng nói chung, có thể sẽ nảy sinh ra nhiều sự tranh cãi, bất đồng, khó bè hòa giải. và đánh giá của bà tự dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngoạ tốt phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn đạt được những bước tín mới trong mối quan hệ lãng mạn về chuyện tình cảm. Tình cảm đã đến độ chín nhất định, bản mệnh có thể đưa ra những quyết định về tương lai xa hơn của hai người, tính tới chuyện về chung một nhà nữa rồi. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì cũng đừng quá lo lắng bởi sẽ chẳng quản lâu nữa bạn sẽ tìm được một nửa của đời mình. Những đổ vỡ trong quá khứ rồi sẽ qua đi, đừng để cho trái tim mình mãi dị máu vì nó. Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn là điều mà bạn nên làm trong cái thời điểm này. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh sẽ giúp cho bạn vượt qua được những thử thách trước mắt. Dù còn nhiều khó khăn và vướng mắc cần phải tháo gỡ, song với bạn tuổi Tuất tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được, chinh phục được đỉnh cao trước mắt và giành lấy thành công cho mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm. năm sao, con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hỏi, thứ 7, ngày 17 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hỏi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hỏi đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có được một chuỗi những may mắn ngày này với bạn tuổi hỏi đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân nâng đỡ và chia chở con đường tình duyên được khởi sắc đào hoa nở rộ người có duyên có phận rồi sẽ tìm về bên nhau sau bao khó khăn cách trở và xa cách nữa với những khó khăn thử thách càng khiến cho chuyện tình cảm đôi bên thêm nồng nhiệt, tình cảm được hun đúc qua thời gian và trở nên mạnh mẽ, bền vững hơn, không gì có thể chia lìa hai người. Tương lai, hạnh phúc đang ở ngay phía trước và với bạn tuổi hợi, hãy đưa tay ra đón nhận đi nhé. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, báo tin mừng liên quan tới tài lộc cho bạn trong ngày hôm nay tiền bạc đổ về đầy túi đối với những bạn kinh doanh buôn bán làm ăn phát đạt quy mô kinh doanh cũng được mở rộng hơn hứa hẹn về con đường mở rộng thanh thang càng ngày càng đến gần hơn với bạn vài đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm năm sao, con số may mắn, số 6, số 8, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.